Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh bên em thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 10 tháng 8 năm 2024. Và trong buổi tối phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về rít mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa mua sản phẩm ưng hay chưa mua sản phẩm nào bên mình thì các bạn thể lên kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại siêu lướt giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhá. Và sản phẩm đầu tiên thì trong một buổi tối phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là sản phẩm là iPhone X các bạn nhá. Cái con iPhone X đây của nhà mình thì hôm nay thì bên em vừa mới thâu khách của ngày hôm qua xong các bạn nhá. Thì là hôm nay sẽ bên em lên clip luôn thanh lý cho bạn. Về cái ngoại hình con iPhone X này của nhà mình thì về ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Máy rất là đẹp các bạn nhá. Cái con iPhone X này của nhà mình thì là tình trạng cái con này của mình thì mình sẽ bao gọi là zin tất các bạn nhé, bao cho như là main zin này và màn zin này, chưa sửa chữa chưa chọc máy gì nên là các bạn yên tâm các bạn nhé. Fake ID thì con này của mình là đầy đủ các bạn nhé. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao gọi như là reset hay là gì to là thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn các bạn nhé. Và con này của mình thì là pin đã được thay mới một lần rồi. Pin con này của nhà mình là tình trạng pin của nó thì là còn 92%. Pin 92% thì các bạn dùng được khoảng độ tầm 2 năm thoải mái các bạn nhé. Riêng với sản phẩm có nhiều pin 92% các bạn dùng được tầm khoảng độ 2 năm nữa là thoải mái luôn. Yên tâm không phải thay pin nhá. Bạn nào mà cần nhỏ gọn ấy, mà hay ra đường nhiều, công việc của bạn mà hay ra ngoài đường nhiều ấy, cần nhỏ gọn, hoặc các bạn học sinh mà thích sản phẩm có nhiều iPhone mua về để chơi game, xem phim, nghe gọi thì các bạn cần nhỏ gọn thì các bạn có thể giúp em này giúp mình các bạn nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Thì là trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì con iPhone X này thì là giá cửa hàng bên em đang bán 4 triệu nhá. Đấy, giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá có như là 4 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm 200k các bạn nhé. Bên em sẽ giảm 200k cho sản phẩm có như là iPhone X này là 3.800.000. Đấy, thì quên con này mình chưa giới thiệu về cấu hình các bạn nhé. Cái con này của nhà mình là pin 92 rồi này. Cấu hình cái con này của nhà mình thì là cái con này của mình là phiên bản LLA các bạn nhé, iPhone X này, phiên bản là Mỹ các bạn nhé. Bộ nhớ trong sẽ là 64GB, phiên bản là không giới hạn SIM bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 3.800.000 đồng. Thì là bạn nào mà ưng sản phẩm iPhone X này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhé. Và thời điểm hiện tại ấy, thì là những sản phẩm mà iPhone từ coi như là iPhone từ XS đến coi như là gì nhỉ, X thì bị bát được lâu rồi. Nhưng mà những sản phẩm mà iPhone từ XS đến coi như là 15 Pro Max là bị bát được rồi các bạn nhé. Thì các bạn tránh mua phải coi như là iPhone bị bát ấy. Thì thứ nhất là hôm trước thì cũng có một bạn mình, cũng có bạn comment trên kênh mình là chọn cửa hàng uy tín mà mua. Thì nói thật với các bạn là các bạn, kể cả các bạn chọn cửa hàng uy tín thì nói thật các bạn thứ nhất là mua về ấy, thì các bạn tất nhiên là các bạn phải reset lại rồi. Mua về ấy, thì các bạn mua nên là phải reset lại máy rồi. Nhưng mà reset lại máy ấy, thì là những cái máy BIOS ấy thì nó sẽ không coi như là gì nhỉ, các bạn reset thoải mái, nó vẫn lên dùng như này bình thường. Đấy, nên là các bạn không thể biết được iCloud đâu. Thì là đây lời khuyên của mình, kể các bạn bất cứ các bạn mua ở đâu, một cửa hàng nhỏ lẻ hay là mua cạnh nhà hay là mua cửa hàng uy tín đến đâu thì uy tín, các bạn cứ kiểm tra giúp mình. Nói chung là kiểm tra này nó chỉ mất coi như là chưa tới 1 phút đâu. Các bạn biết thao tác quen rồi là chưa tới 1 phút đâu. Nên là không nhanh không chậm được cả, các bạn cứ check cho mình nhá. Các bạn vào mục mà giới thiệu máy này, các bạn copy cho mình mục email các bạn nhé. Các bạn sao chép cho mục email, các bạn giữ liền vào đây này, giữ liền ngón tay vào đây, các bạn sao chép cho mình email các bạn nhé. Các bạn lên Santari này, các bạn gõ coi như là check iCloud các bạn nhé. Đấy, các bạn gõ coi như là check iCloud này. Đấy, check iCloud iPhone thì các bạn chọn cho mình coi như là trang coi như là gì nhỉ, ở lại Santari, các bạn chọn cho mình trang coi như là eulocker các bạn nhé, .com các bạn nhé. Các bạn chọn trang đầu tiên luôn. Trang này thì nói thật các bạn cực kỳ uy tín luôn. Check coi như là cả 100 con máy chuẩn 100% các bạn nhé. Các bạn kích vào mục 3 chấm ở chỗ này này thì các bạn chọn mục là check Avalanche check, các bạn kích vào đây nhá. Các bạn kích vào kiểm tra check iCloud các bạn nhá. Đấy, các bạn sẽ chèn cái series của bạn vào đây. Các bạn kéo xuống dưới nó sẽ có mục mà series này, các bạn chỉ nhập series này thôi. Các bạn dán vào đây, các bạn kích vào kiểm tra. Đấy, đợi trong coi như là cái phần dây lát này thôi thì nó sẽ máy coi như là sẽ coi như là gì nhỉ? Nó sẽ là ra cái phần mềm đấy ạ. Hệ thống từ chối yêu cầu email của bạn vượt qua bot hoặc là sao? Email của mình nó bị ấy à? Nó bị lỗi à? Để mình sẽ coi như là copy series các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể là copy series máy đấy các bạn nhé. Các bạn kích vào đây. Đấy, các bạn sao chép series máy cũng được các bạn nhé. Không cần là phải email đâu. Đây thì mình sẽ vào lại nhá. Chết, nó nhảy sang trang khác rồi. Đây thì mình sẽ đi lại các bạn nhé. Đấy, các bạn mua ở đâu thì các bạn cứ mua thôi.
không cần biết uy tín hay là không, hay là cửa hàng to hay nhỏ, thì các bạn cứ bỏ thời gian ra, các bạn check cho mình. Đấy, không nhanh không chậm gì đâu. À, chỉ mất 1-2 đến 2 phút của các bạn thôi. Đấy, thì các bạn mua máy yên tâm cả đời các bạn nhé. À, email này nó sẽ là bị lỗi à, thì là mình sẽ lên trang khác các bạn nhé. Thì mình sẽ lên trang file e-file iCloud bạn nhé. Mình sẽ tìm cái trang coi như là check iCloud đi. Check iCloud đi các bạn nhé. Đây, không đăng nhập. Các bạn chọn coi như là cái trang thứ hai giúp mình nhé. File iCloud này, đây cái trang mà có biểu tượng mà ô đỏ này các bạn nhé. Đấy, các bạn kích vào đây. Cái trang đầu tiên là lỗi thì các bạn bỏ qua. Cái trang ở dưới này thì cực kỳ uy tín luôn. Check cả 100 con thì một con trăm quẩn nhá. Kích vào start luôn. Cái trang này sẽ check nhanh hơn. Đây, nó sẽ xa chưa các bạn này. Mình là mình toàn check cái máy tính. Đâu là mình chưa check ở cái này, đâu là mình không quen. À đây, kích vào chỗ này chứ, mình quên mất. Đây phải kích vào mục này chứ. Xe buýt à, mình sẽ ẩn cái xe buýt đi các bạn ạ. Xe buýt đi. Xe buýt. Rồi thì lấy xe buýt, các bạn kích vào xác minh nhá. Đấy, đây nó sẽ đang check nhá. Đấy, đây. Các bạn của mình là iPhone X này, 7 này, Mi này, các bạn không còn quan tâm về dòng trên đâu. Các bạn để ý kỹ cho mình cái phần dưới thôi, là Mi iPhone là up như này. Thì các bạn xuống tiền là mua giúp mình các bạn nhé. Đấy, đây là lời khuyên của mình là các bạn check nên mua iPhone. Tại vì những sản phẩm iPhone coi như là 15 Pro Max đến sản phẩm coi như là iPhone XS lại là bi bát rồi. Mà lúc các bạn mà reset lại, các bạn đây, các bạn vào mục mà chuyển đặt lại, các bạn xóa tất cả nội dung đặt này. Các bạn xóa như này rồi thì nó sẽ vẫn lên cái hello, nó vẫn lên cái mục như này. Thì các bạn không thể biết được, các bạn cứ vào để check giúp mình các bạn nhé. Đấy là lời khuyên của mình là các bạn nên đi mua iPhone, thì các bạn không cần biết cửa hàng uy tín hay không, hay cửa hàng to hay nhỏ, các bạn cứ vào đấy các bạn check giúp mình các bạn nhá. iCloud up là các bạn mua. Ví dụ mà người ta bảo là con máy đấy là máy bi bát ấy thì ok không sao. Đấy. Còn các bạn mà người ta bảo máy coi như là máy sạch iCloud thì các bạn cứ check cho mình giúp cho mình như thế các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được một mẫu Samsung. Nói chung là phân khúc coi như là hơn 2 triệu đồng thôi. Màn hình to, pin trâu, giá rất là rẻ các bạn nhé. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm coi như là Galaxy A234G các bạn nhé. Đấy, trên tay bên em đây là sản phẩm coi như là Galaxy A234G. Con này thì của nhà mình thì bên phiên bản của Hàn Quốc này, hỗ trợ coi như là một sim một sóng các bạn nhé. Phiên bản Hàn Quốc nó chỉ một sim một sóng các bạn nhé. Thông tin pin con này của mình thì là sẽ là viên pin của nó thì là 5.000 các bạn nhé. Thông tin pin con này của mình là trang bị viên pin của nó thì là pin 5.000 luôn. Đấy, nói chung là pin 5.000 thì các bạn dùng ok rồi. Dùng một ngày sạc cực kỳ ok bạn nhé. Dòng này là trang bị một màn hình rất là to bạn nhé. Trang bị một màn hình của nó là 6,6 inch. Màn hình của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Dòng này sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 680. Nói chung là chip Snapdragon Tào 680 bạn đã biết rồi. Xài rất là ngon các bạn nhé. Cấu hình cái con này của mình thì là phiên bản sẽ là RAM 4 này. Bộ nhớ trong sẽ là lên tới tận là 128GB. Nói chung là với bộ nhớ trong là 128GB, các bạn dùng một ngày xa cực kỳ ok các bạn nhé. Dòng này sẽ hỗ trợ cổng sạc tai C này và jack tai nghe 3.5 các bạn nhé. Máy thì là rất là đẹp luôn. Bọn này của nhà mình thì là máy gì là rất đẹp các bạn nhé. Máy màu xanh rất là đẹp luôn. Đấy, bạn nào mà tài chính mà hơn 2 triệu đồng mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc các bạn mua về để xài thì các bạn xúc cho mình em này. Nói chung là quá là bền luôn các bạn nhé. Thì giá ở cửa hàng cái con Galaxy A234G này thì bên em đang bán với mức giá coi như là bao nhiêu nhỉ? 3 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm coi như là 400k các bạn nhá. Bên em sẽ giảm coi như là 400k là còn 2 triệu 600 nghìn đồng. Nói chung là 2 củ 6. Các bạn mua này thì nói thật với các bạn là quá là ngon luôn. Đáng đồng tiền mất gạo các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về tiếp tục được sản phẩm coi như là Galaxy S21 5G các bạn nhé. Galaxy S21 5G thì bên em hôm nay về được 2 cây các bạn nhé. Một cây coi như là màu đen này, ngoại hình thì máy thì là rất là đẹp các bạn nhé. Và một cây thì là màu tím này. Nói chung là máy thì là nói chung là chấm hết rồi, đẹp long lanh các bạn nhé. Bọn này thì là so với máy mới cũng là 19-10 luôn các bạn nhé. Cái con Galaxy S21 5G này thì mình sẽ sơ cua qua về cái cấu hình chi tiết của nhà mình.
phân khúc coi như là 5 đồng quay về là thật các bạn. Các bạn còn con này còn đáng tiền mua các bạn nhé. Về ngoại hình thì là thiết kế rất là đẹp rồi. Về camera thì bọn này các bạn biết rồi, camera trước sau này, trước selfie rất là đẹp các bạn nhé. Đây ạ, sau selfie này. Nói chung là camera bọn này trước sau selfie rất là sắc nét các bạn nhé. Dòng này thì nó không to quá mà không nhỏ quá. Bạn nào mà hay công việc mà hay ra đường nhiều, hoặc các bạn mà làm shipper Uber Grab ấy, các bạn mà cần một con máy nhỏ gọn như thế này thì các bạn có thể xúc cho mình em này quá là ngon bạn nhá. Dòng này sẽ trang bị một màn hình OLED 6,2 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhá. Con này của mình sẽ là phiên bản của Hàn Quốc này, có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhá. Phiên bản Hàn Quốc của nó sẽ là chỉ là hỗ trợ một SIM, nó sẽ có một email các bạn nhá. Về thông tin pin, con này của mình là trang bị viên pin 4000. Cấu hình thì con này của mình là rất là khủng các bạn nhá. Phiên bản Hàn Quốc thì là rất khủng luôn. RAM của nó sẽ là RAM 8 này, và bộ nhớ lên tới tận là 256GB. Ui dồi, RAM 8 thì các bạn đã biết rồi, rất là khỏe luôn. Và bộ nhớ trong là 256GB rồi. Thì nói thật với các bạn thì nó dùng quá xương luôn. Nếu mà bạn nào mà dùng một SIM ấy, một SIM chính chủ, một SIM không dùng hai SIM ấy, các bạn cứ xúc cho mình con này, bao ngon cho bạn nhá. Và có tốc độ làm mới màn hình thì là siêu nhanh siêu mượt, lên tới tận là 120Hz. Dòng này của nó thì là trang bị camera của nó thì là đục lỗ âm màn hình, chống bụi bẩn, không bao giờ bị bụi bẩn vào camera trước này, rất là ngon các bạn nhá. Màn hình thì là đẹp trắng sáng luôn. Đấy, giá thì là cực kỳ hợp lý các bạn nhá. Màu đen này thì là giá cửa hàng cái con này bên em đang bán với mức giá coi như là 5.500.000 đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Galaxy S21 5G phiên bản Hàn Quốc này, một SIM này thì bên em đang bán ra cho bạn với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 5 triệu đồng các bạn nhá. Bên em sẽ giảm hẳn 500k. Đấy, giảm hẳn 500.000 đồng cho bạn nhá. Giảm hẳn 500.000 đồng luôn, giảm hẳn 500.000 đồng là còn 5 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ cổng sạc tai xi, chung luôn tai nghe các bạn nhá. Đấy, bạn nào tài chính có như 5 triệu đồng thay vì mua máy mới thì bạn cứ xúc cho mình những con như này, xài rất là ngon các bạn nhá. Quá là ngon luôn. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con iPhone 11. Con này của nhà mình thì là giá cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Con này của mình thì là máy màu xanh ngọc các bạn nhé. Tình trạng cái con này của mình thì mình sẽ bao như là nguyên zin nguyên bản luôn. Máy là còn nguyên áp suất các bạn nhé. Con này của mình là mình sẽ bao bạn như là nguyên zin nguyên bản này. Chưa sửa chữa hay chưa thay thế gì mà máy còn nguyên áp suất theo nhà máy luôn các bạn nhé. Tình trạng cái con này của mình thì về ngoại hình thì của nó cũng là rất đẹp thôi. Ngoại hình của nó rất đẹp thôi. Tuy nhiên là rất tiếc cái con này của mình, mặt lưng của nó thì là bị kiểu khách kiểu không dùng ốp ấy, làm rơi nó đâm nó bị lẻ một đường kính ấy các bạn nhé. Nó lẻ một đường kính này. Đấy, lẻ một đường kính này. Mai mà bạn nào lấy ấy thì mình sẽ tặng cho bạn một cái ốp, ốp màu tối chẳng hạn ấy, thì nó sẽ che được hết coi như là cái gì nhỉ, cái vết lẻ này các bạn nhé. Rất là ok luôn, không phải thay thế gì. Còn các bạn nào mà muốn thay lưng ấy thì là thêm 200.000 nữa thì mình sẽ thay lưng cho bạn nhé. Đấy, bạn nào mà muốn thay lưng ấy thì bên mình thêm cho mình là 200k nữa. Bên em sẽ coi như là thuê người coi như là thay lưng cho bạn. Bên em thì bên em không sửa chữa gì. Nói chung là các bạn có nhu cầu thay lưng thì bên em sẽ thay lưng cho bạn là 200k các bạn nhé. Tình trạng thì bao bạn nguyên zin nguyên bản rồi. iCloud thì bạn có bao bạn như là check on up này, reset thoải mái này, và chạy lại phần mềm thoải mái này, không lóc không lủng gì các bạn nhé. Và tình trạng pin con này của mình thì là pin zin theo máy còn 81% các bạn nhé. Pin zin theo máy còn 81%. Đấy, pin coi như là chưa cậy sửa một lần nào. Pin zin 81 thì các bạn dùng được thêm một năm nữa, cực kỳ ok các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là phiên bản là LLA này. Bộ nhớ trong con này của mình là 64GB, phiên bản là không giới hạn SIM bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là tất cả chức năng full hết, Face ID đầy đủ. Camera thì bọn iPhone thì các bạn biết rồi, chụp ảnh rất là sắc nét luôn. Đấy, nếu mà một con máy đẹp ấy thì là trên thị trường cái con này đang với mức giá là rơi với mức giá tầm là 6 triệu quay về các bạn nhé. Đấy, máy trên thị trường đang với mức giá coi như là bản 64 này, mình nghĩ phải rơi vào tầm 6 triệu rưỡi đến 6 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live cửa hàng bên em ngày hôm nay thì cái con này của nhà mình thì là giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá là 5 triệu đồng này. Nhưng với trong phiên live của nhà mình ngày hôm nay bên em sẽ giảm coi như là bao nhiêu nhỉ? Bên em sẽ giảm coi như là 200.000 đồng các bạn nhé. Đấy, giảm 200k là còn 4.8 triệu thôi. 4.8 triệu bằng giá các bạn mua XS các bạn nhé. Đấy, iPhone 11 bằng giá các bạn mua XS này có 4.8 triệu thôi, rất là hợp lý cho bạn nhé. Còn thay lưng thì các bạn thêm 200k nữa là sẽ rơi vào là 5 triệu các bạn nhé. Đấy, là thành máy iPhone 11 ngon rồi. Tội gì các bạn phải mua XS thời điểm bây giờ. XS thời điểm bây giờ cũng phải rơi vào tầm 5 triệu đối với phiên bản là 256GB các bạn nhé. Vớ vẩn còn hơn 5 triệu cơ các bạn nhé. Đấy, giá bên mình cực kỳ hợp lý luôn, 4.800k cho bạn nhé.
Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được một siêu phẩm của Samsung, phân khúc coi như là hơn 11 triệu đồng thôi, cực kỳ đáng mua các bạn nhá. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm coi như là Galaxy Z Fold 4 5G các bạn nhá. Con này của nhà mình thì về ngoại hình thì máy rất là đẹp các bạn nhá. Đây, về ngoại hình này, máy rất là đẹp luôn. Đấy. Đây ạ, về ngoại hình thì máy rất là đẹp các bạn nhá. Đây mình sẽ quay chi tiết cho bạn, máy rất đẹp luôn. 3 camera, 1 đèn flash, hỗ trợ cổng sạc tai C và chung luôn tai nghe các bạn nhá. Z Fold 4 này thì là nếu mà các bạn làm làm văn phòng ấy, hoặc các bạn làm công ty mà những công việc mà nhẹ nhàng ấy. Đấy, các bạn mà ngồi, nói chung là các bạn ngồi điều hòa văn phòng chẳng hạn ấy, làm những công việc coi như là nhẹ nhàng ấy, thì các bạn cứ mua cho mình con này, dùng rất là sang và rất là sướng các bạn nhá. Nói chung là quá sang quá sướng luôn. Galaxy Z Fold 4, con này thì bên em thì là phiên bản là công ty, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Dòng này sẽ trang bị viên pin của nó thì là viên pin 4000 các bạn nhá. Trang bị con này của nhà mình thì một màn hình AMOLED rất là to luôn. Màn hình AMOLED 2x 7,6 inch và độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng các bạn nhá. Dòng này của nó thì là sẽ là có trang bị một màn hình bên ngoài này. Đây, màn hình bên ngoài của nó thì là lên tới tận là 6,2 inch các bạn nhá. Đấy. Màn hình AMOLED bên ngoài là 6,2 inch này. 6,2 inch, nói chung là toàn QHD 2K cộng các bạn nhá. Camera này chụp ảnh rất là sắc nét luôn. Camera trước sau này, đấy, chụp ảnh thì rất là sắc nét các bạn nhá. Quá là ngon luôn rồi. Đấy. Dòng này thì các bạn biết rồi đấy các bạn nhá. Hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, gập gở rất là sang luôn. Nhà các bạn mà các bạn có bà xã hoặc là người yêu thì các bạn mua tặng con này thì quá là ngon các bạn nhá. Nói chung là chấm hết luôn. Và bộ nhớ con này, cầu hình con này của mình thì là phiên bản của nó sẽ là RAM 12 này. Bộ nhớ trong là lên tới tận là 256GB. Con này thì là có tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt các bạn nhá. Camera trước ở bên trong này cũng rất là nét nhá. To hoành tráng luôn. Đấy. Nếu mà mình không dùng iPhone mà mình dùng con này thì mình cũng dùng con này để mình, đây, camera trước rất là ngon, rất là đẹp nhá. Tuy là xuyên qua một lớp màn hình thôi nhưng mà chụp ảnh vẫn rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, rất là to, rất là đẹp luôn. Đấy. Và giá cửa hàng cái con Z Fold 4 này thì bên em đang bán với mức giá coi như là 12.500.000. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bạn nào mà xúc cái con Z Fold 4 này thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá là bao nhiêu nhỉ? Bên em sẽ giảm hẳn 1 triệu nhá. Bên em sẽ giảm hẳn 1 triệu luôn, là còn 11.500.000 đồng cái con Galaxy Z Fold 4 này. Quá là ngon các bạn nhá. Bạn nào mà cần Galaxy Z Fold 4 này hoặc điện thoại sản phẩm khác thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên em qua hai số hotline là 0966221789 và 0833. Địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72, phố Ba Thá, Vĩnh An, Hoàng Ứng Hòa luôn. Bạn nào gần thì có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu trao đổi mua bán. Ở xa thì bạn không qua cửa hàng bên em được thì bên em có ship CQD ba miền các bạn nhé. Và hình thức mua hàng ship CQD ấy thì các bạn hoan hỉ cọc cho bên em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm bên em bán ra thì bên em sẽ bảo hành cho bạn như là phần cứng lên tới tận là 6 tháng và bao test cho như là toàn máy cho bạn coi như là lên tới tận là nửa tháng các bạn nhé. 15 ngày, bao test 15 ngày và bảo hành coi như phần cứng lên tới tận là 6 tháng cho bạn. Nên là bạn yên tâm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục từ cái con này của mình là con Redmi Redmi 12 các bạn nhé. Redmi 12 thì con này bên em thì là máy thì là rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, con này thì là máy bên em thì là còn rất đẹp luôn. Con này của nhà mình là máy đây khách cắm các bạn nhé. Con này của mình là máy khách cắm này, rất là đẹp các bạn nhé. Cái con Redmi 12 này thì là về ngoại hình máy màu đen, đen bóng các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Redmi 12 này của nhà mình. Con này của nhà mình thì là phiên bản bộ nhớ trong sẽ là lên tới tận là 128GB này. Bộ nhớ trong con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8 nhá, cộng được 4GB RAM hỗ trợ. 8 cộng 4 sẽ bằng 12GB RAM luôn các bạn nhá. Dòng này sẽ trang bị một màn hình cực kỳ là to, 6,79 inch, Full HD cộng các bạn nhá. Đây, chip của nó là chip Helio G88 các bạn nhá. 2Hz, siêu nhanh siêu mượt các bạn nhá. Pin 5000, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Camera của cái dòng này thì chụp ảnh rất là sắc nét rồi. Nó nghiêng về selfie các kiểu, chụp ảnh rất là ngon các bạn nhá. Thì là giá cửa hàng cái con Redmi Redmi 12 này bên mình đang bán với mức giá là 2.800.000. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Redmi 12 này bên mình sẽ thanh lý cho bạn bao nhiêu nhỉ? 2.500.000 đồng, bên em sẽ giảm 300k các bạn nhá. Bên em sẽ giảm cực kỳ sâu 300k, là còn 2.500.000 cái con Redmi Redmi 12 này các bạn nhá. Đấy, cực kỳ to, ngon luôn. Nói chung là tài chính các bạn mà hai củ rưỡi các bạn mua này quá ngon các bạn nhá. RAM 8 rất là khỏe các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay
thì nhà mình lại về tiếp tục được cái con này của mình là cái con Galaxy S20 Mode Plus 5G các bạn nhá. Cái dòng này thì rất là ngon luôn. Galaxy S21 cộng 5G này thì là về ngoại hình con này của mình thì là máy còn là trên 90 một chút các bạn nhá. Đấy, cái con này của mình bên em thì là máy màu tím này. Máy thì là ngoại hình là trên 90 một chút các bạn nhá. Cái con này của mình thì là trang bị một màn hình rất là to bạn nhá. Màn hình AMOLED 6,7 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng. Màn hình đẹp trắng sáng các bạn nhá. Cái con này của mình thì là phiên bản của Hàn Quốc này. Phiên bản Hàn Quốc nó chỉ là hỗ trợ một SIM một sóng các bạn nhá. Con này của mình là có chip 5G này, sóng 5G đời mới này. Pin con này của mình là pin 4800 mAh. Dòng này sẽ trang bị một con RAM của nó sẽ là RAM 8 này. RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 256GB các bạn nhá. Đấy, phiên bản cực kỳ là khủng các bạn nhá. RAM 8 và bộ nhớ 256GB. Nói chung là bộ nhớ 256GB các bạn lưu trữ thì không bao giờ sợ lo đầy các bạn nhá. Camera chụp ảnh thì con này cực kỳ sắc nét rồi. Nói chung là camera Samsung thì các bạn yên tâm rồi, về camera rất là sắc nét các bạn nhá. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Galaxy S21 cộng Plus 5G này thì là giá cửa hàng bên mình đang bán với mức giá là 6 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Galaxy S21 cộng 5G này thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 5 triệu 600 nghìn đồng. Đấy, 5 triệu 600k. Nói chung là bạn nào mà tài chính coi như là 5 triệu 600k các bạn xúc con này thì quá là ngon các bạn nhá. Đấy, 5 triệu 600k các bạn rẻ được tận là 400k khi ra cửa hàng các bạn nhá. Rất là hợp lý các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại bên em lại về được một siêu phẩm của Samsung. Đấy, rất là ngon các bạn nhá. Thì là trên tay bên em đây là sản phẩm có như là Galaxy Note 20 Ultra 5G. Dòng này thì các bạn cũng cực kỳ là biết, các bạn cũng đã mua nhiều cũng đã biết rồi các bạn nhá. Bên em nay về được một chiếc là màu đồng này và một chiếc coi như là màu đen các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về chiếc màu đen này trước cho bạn nhá. Về ngoại hình thì bọn này đẹp chấm hết rồi bạn nhá. Về ngoại hình bọn này của mình thì là máy đẹp leng keng luôn. Đấy, so với máy mới thì không khác gì là máy mới luôn. 19110 các bạn nhá. Máy thì là đẹp leng keng xả beng các bạn nhá. Cái con này của mình là trang bị một màn hình cong đẹp này. Màn hình cong 6,9 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng các bạn nhá. Rất là sắc nét luôn. Dòng này sẽ là phiên bản, con này của bên em thì là phiên bản của công ty này. Đấy, phiên bản công ty này, hỗ trợ 2 SIM vật lý luôn các bạn nhé. Phiên bản công ty sẽ là trang bị viên pin của nó thì là 4500 mAh. Dòng này camera của nó chụp ảnh rất là sắc nét luôn rồi. Nói chung là Samsung thì các bạn biết rồi, camera, camera thì chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Dòng này của nhà mình cấu hình thì rất là khủng các bạn nhé. RAM sẽ là RAM 8 này và bộ nhớ trong sẽ là lên tới tận là 256GB. Và tốc độ làm mới màn hình thì bọn này cũng là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt luôn. Camera thì là đục lỗ âm màn hình, chống bụi bẩn rất là tốt các bạn nhá. Đấy. Tài chính các bạn mà loanh quanh mà 8 triệu đồng các bạn mua này về rất là ngon luôn các bạn nhá. Giá ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 8 triệu 500k. Nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con này thì bên em sẽ giảm hẳn 500.000 đồng các bạn nhé. Sẽ là còn 8 triệu đồng cho sản phẩm chiếc coi như là phiên bản của công ty các bạn nhé. Thì bên em thì con này của mình là cũng là đẹp leng keng xà beng này. Nhưng mà con này của mình là phiên bản của Mỹ các bạn nhé. Đấy, phiên bản của Mỹ sẽ là RAM sẽ, bộ nhớ nó sẽ thấp hơn thôi, nhưng mà RAM của nó sẽ là khỏe hơn các bạn nhé. Phiên bản của Mỹ thì cũng con này của mình là có chip 5G, sóng 5G đời mới này. Con này là phiên bản là một eSIM và một SIM vật lý các bạn nhé. Đấy, một eSIM và một SIM vật lý này. Thông tin pin sẽ là pin của nó thì là pin, nói chung là như bản công ty nó giống nhau thôi. Và con này của mình thì là phiên bản sẽ là RAM 12 này. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Rất là ngon luôn các bạn nhé. Cái con này của mình thì là 8 triệu 500k. Bên em sẽ cũng là giảm coi như là 500.000 đồng là còn 8 triệu đồng các bạn nhé. Một chiếc máy đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Galaxy Note 20 Ultra 5G các bạn nhé. Hôm nay thì nhà em có một con rẻ hơn này. Một con rẻ hơn. Con này thì ngoại hình thì là còn trên 90% thôi. Nó không đẹp được như hai con này đâu các bạn nhé. Cái con này của mình thì là màn đẹp trắng sáng. Nói chung là màn hình bọn này thì mình đều bao đẹp hết các bạn nhé. Con này của mình là cũng là phiên bản là công ty này. Hỗ trợ coi như là hai SIM vật lý luôn các bạn nhé. Pin thì là pin 4500. Cái con này của mình thì là RAM 8 này. Bộ nhớ là 256GB. Bản công ty nó chỉ có RAM 8 thôi. Bộ nhớ là 256GB các bạn nhé. Cái con này của mình thì là đang bán với mức giá coi như là 8 triệu 200k. Nhưng hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 8 triệu 700 nghìn đồng. Đấy, bên em sẽ giảm hẳn coi như là 500 nghìn đồng bạn nhá. Bên em sẽ giảm 500 nghìn đồng là còn 8 triệu 700k các bạn nhá. Đấy, cái con này của mình thì là khách có nói chuyện của mình ấy là mua ở bên Di Động Minh Huy các bạn nhá. Đây, đây, có cả tem này, tem cửa hàng của
tem cửa hàng của Di động Minh Huy này, chắc là các bạn nào cũng xem kênh nhiều mình cũng biết rồi, chắc là cũng biết là shop Minh Huy thôi. Đây máy chính chủ đây, vẫn còn nguyên tem nhá, mình còn chưa bóc ra này. Đây khách bán lại cho bên mình này, vẫn còn tem cửa hàng. Chắc bạn nào mua hàng online bên mình cũng nhiều cũng biết là cửa hàng Minh Huy rồi đấy các bạn nhé. Đấy đấy, rất là ngon luôn đấy. 7.800.000 đồng cho bạn nhá, 7.700.000 các bạn nhé, sorry các bạn là 7.700.000. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được cái con này của mình là cái con Redmi Note 12 các bạn nhá. Redmi Note 12 Redmi Note 12 này của nhà mình thì là về ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhá. Dòng này sẽ là hỗ trợ cổng sạc tai si này và răng rắc tai nghe 3.5. Con này của nhà mình sẽ là trang bị một màn hình AMOLED các bạn nhá. 6.67 inch. Đấy, màn hình rất là to các bạn nhá. Màn hình AMOLED 6.67 inch. Camera thì là đục lỗ này, âm màn hình chống bẩn cực kỳ ok các bạn nhá. Con này của mình là phiên bản là 5G các bạn nhá. Có chip 5G, sóng 5G đời mới. RAM thì là sẽ là bộ nhớ trong sẽ là 128GB bạn nhá. Đấy, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. RAM sẽ là RAM 6 cộng được thêm 2 RAM cho pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng các bạn nhá. Dòng này thì camera cũng rất là đẹp các bạn nhá. Nói chung là màn hình AMOLED thì các bạn biết rồi, rất là ngon các bạn nhá. Giá cửa hàng cái con Redmi Note 12 này sẽ là 2.800.000, nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Redmi Note 12 này thì bên em sẽ giảm hẳn 300k các bạn nhá. Giảm hẳn 300.000 đồng là còn 2.500k các bạn nhá. 25.500k cái con Redmi Note 12 này. Quá là ngon các bạn nhá. Tài chính các bạn là 2.500.000 các bạn mua em này cực kỳ là ngon các bạn nhá. Và đây là sản phẩm cuối cùng trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em mình lại về được cái con này của mình là con Vivo i21s các bạn nhá. Vivo i21s thì ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng, màn hình của nó thì là 6.51 inch HD cộng các bạn nhá. i21s này, RAM sẽ là RAM 6 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB này, pin 5000, 2 SIM máy sóng. Bạn nào các bạn nhà các bạn có ông bà bố mẹ người thân tuổi cao mắt kém mà không được dùng được máy 4G đời mới bây giờ ấy, những sản phẩm mà máy 2G bây giờ là sẽ bị cắt hết, từ nay đến tháng 9 sẽ cắt hết. Nên là các bạn tài chính các bạn mà 1 triệu hơn 1 triệu đồng các bạn mua về tặng bố mẹ, gọi Zalo, Facebook báo hiếu bố mẹ thì các bạn mua con này cho mình quá là ngon các bạn nhá. Hoặc tặng quà coi như là sắp đến ngày Vu Lan báo hiếu rồi thì các bạn mà có tài chính hơn 1 triệu đồng các bạn mua về tặng cho mẹ hay là bố quà làm quà ấy thì nói thật với các bạn là các bạn được coi như là phước đức rất là nhiều các bạn nhá. Đấy. Đến bản thân của mình đây thì mình cũng nói chung là bản thân của mình thì mình cũng chưa được làm tốt điều đấy. Đấy. Các bạn mà có bỏ chút tiền ra tặng được cho bố mẹ thì nói thật các bạn, các bạn tích phước thì cực kỳ là lớn các bạn nhá. Đây là lời khuyên thật của mình luôn. Cái con này của nhà mình thì là gì nhỉ? Giá thì là sẽ là 1.800.000 này. Ở giá cửa hàng nhá. Giá cửa hàng bên em sẽ giảm coi như là 300k. Đấy. Là còn 1.500.000 đồng các bạn nhá. Đấy, tài chính các bạn coi như là 1.500.000. Các bạn mua em này thì quá là ngon luôn các bạn nhá. Bộ nhớ trong tận là 128GB. Không bao giờ sợ lo đầy các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong cái buổi tối phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em có ít sản phẩm này. Thì các bạn nào mà ưng sản phẩm nào thì các bạn thể liên hệ trực tiếp bên mình qua hai số live các bạn nhá. Hai số này bên em đều dùng Zalo hết các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào clip ở sau các bạn nhé. Bye bye.